ở Bắc Bộ Phủ. Bắc Bộ Phủ tức là nó gọi là cái phủ thống sứ đấy, chứ không phải là cái phủ toàn quyền là nó ở trên khu Ba Đình bây giờ đâu. Ở cái phủ thống sứ nó ngay cái chỗ gần ngân hàng Đông Dương, gần phố Lê Thánh Tôn đấy. Thì tôi thường thường là hay chạy ra chạy vào, bởi vì lúc đó là cha tôi có làm cái nhiệm vụ giúp cụ Hồ về cái việc xử lý các cái công việc ở trong nước, vì nó là theo một cái quyết định khoảng ngày 27 tháng 8 gì đó của Trung ương Đảng họp ở Hàng Ngang. Thì ông cụ tôi là nếu mà theo cái nghị quyết trước đó thì là làm cái công việc về quân sự với ông Võ Nguyên Giáp, nhưng mà sau đó thì rời cái công việc đó để giúp cụ Hồ về cái việc xử lý các tình hình trong nước, vì cụ vừa mới về. Mà cha tôi thì làm cái công tác tổ chức của Đảng ở nhiều vùng, cho nên là ông ấy có nhiều hiểu biết về cái đó. Thì trong giai đoạn đầu tiên ấy, thì cha tôi làm cái việc là đi gặp các thân hảo thân sĩ và tổ chức sao cho nó có được một cái chính phủ đoàn kết toàn dân. Thì cái ý kiến này là ý kiến mà ngay khi mà những người cách mạng đầu tiên khi trở về Hà Nội đã có nói thẳng với lại cụ Hồ là nhân dân ấy thì không biết chúng ta là ai đâu, nhưng người ta biết những cụ, những ông Tôn Thất Tùng, những ông Nguyễn Văn Tố, ông Hoàng Sơn Thán, ông các cái người mà có học vị, có danh giá vào cái thời bây giờ đấy. Thì vì bây giờ mình phải mời những người đó vào. Cụ Hồ có đồng ý ngay, không có cái ý kiến phản đối nào cả. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn tập trung được khá nhiều cái lực lượng mà gọi là có tính chất đại diện cho cái trí tuệ của nhân dân vào cái chính phủ lâm thời đầu tiên. Thì vì cha tôi làm ở đấy cho nên là có, nhưng mà cụ Hồ thì lúc đó là còn yếu lắm. Thì mẹ tôi vẫn cứ phải nấu cho những cái thức ăn mà nó có tính chất bổ dưỡng đấy, theo cái cách nhưng mà bác sĩ Trần Duy Hưng ấy, ông ấy ra toa. Thế thì tôi cứ xách cái liễn đưa sang, bởi vì cái bếp lúc bây giờ nó ở chủ tịch phủ nó cũng không có những cái gì là sang trọng cả, và những anh em mà làm việc ở đấy thì là những người cũng có nhiều khi còn không biết nấu nướng nữa. Đấy, đại khái như thế. Thế thì nhân tiện cũng nói luôn là vào cái giai đoạn bấy giờ đó thì tất cả, theo tôi nhận xét là tất cả mọi người cách mạng đó thì gọi cụ Hồ là anh, chứ không ai gọi bằng bác cả. Thế nhưng mà có một số người mà có con cái hay gặp cụ Hồ, hoặc là cụ Hồ hay đến nhà thì gọi là bác, là bác là thay mặt các cháu, tức là bác là bác của các cháu, chứ không phải là bác của bác sĩ Trần Duy Hưng hay là bác của cha tôi chẳng hạn. Như thế thì không phải là như vậy, có một sự lầm lẫn đã được ghi lại. Mà đặc biệt tôi rất lấy lòng ngạc nhiên là một vài người viết sử đó là thấy tất cả cả một cái chính phủ ấy đều cứ xưng bác cháu, cái chuyện đó nó không có. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu như vậy thì tại sao Hồ Chủ tịch lại không sửa những cái đó về sau này? Thì cái đó thì mình cũng không hiểu được. Một là nếu như có những cái người mà xưng bác cháu thì thôi, thì nếu là người trẻ đó thì ông cụ cũng bỏ qua. Nhưng còn những cái người lớn đó thì tôi thấy thật sự ra là cũng không có ai xưng bác cháu cả, mà là bác tôi. Người duy nhất mà sau này giữ mãi cái chữ anh ấy là ông Bùi Lâm. Thì sau làm phó chánh án tối cao là ông cứ gọi anh Hồ. Chả bao giờ ông gọi bác Hồ cả. Và cho đến ngày nay thì ông có ngạc nhiên không, khi mà ở Việt Nam thì hầu hết các quan chức ở trên báo chí thì đều gọi là bác Hồ cả? Không, bây giờ thì các quan chức gọi bằng bác Hồ thì cũng phải thôi, mà có lẽ là phải gọi khác đi, đó là ông ấy chứ. Là bởi vì với tuổi mà nói theo cái cách gọi của Việt Nam á, thì cái chữ bác ấy là bây giờ là còn đôi lúc lại còn là hơi sắc đấy. Là bởi vì số tuổi của các cái vị lãnh đạo bây giờ đó thì họ rất là ít, và thực sự họ chỉ là hàng cháu, và có thể là còn là hàng cháu xa, có những người thì phải gọi bằng ông. Và riêng đối với ông thì ông có nhớ được là lần đầu tiên khi mà ông gặp cụ Hồ thì là cái cuộc gặp đó nó diễn ra như thế nào không? Thì cũng bình thường thôi.
tức là tôi đưa thức ăn vào cho cụ, thì lúc đó là cụ ở cái tầng, nếu mà ta gọi bây giờ nó gọi là tầng 2, nhưng mà thực sự là qua cái tầng 1 đó là cái tầng trệt đấy, dưới nó còn có tầng hầm nữa. Thì đó là một cái căn phòng. Bây giờ thì mình mới nghĩ đến cái chuyện nó bao nhiêu thước vuông, chứ còn cái lúc mình bé thì không để ý đến, nhưng mà nó khoảng độ 40-50 thước vuông đấy. Thì cái phòng đó là một cái phòng tối, nó tất cả những các cái sàn nó cũng làm bằng lim hay là bằng cái thứ gỗ quý nào đấy, nó đánh bóng. Thế và cụ Hồ làm việc ở trong đó. Thì tôi có kể lại cái đoạn đó cho anh Đặng Nhật Minh ấy, thì anh Đặng Nhật Minh bảo ừ, cái chi tiết ấy thú lắm, thì cho vào phim. Tức là thường thường là cụ viết những các cái chỉ thị vào những cái mẩu giấy, thế xong rồi thì đứng ngoài người ra cái cửa sổ đó mới thả cái tờ giấy xuống, thì cái tờ giấy nó cứ bay. Thế còn những người ở dưới đó là họ đi xe ô tô vào thì họ đứng đấy, họ vồ, mà thường là vồ trượt. Sau khi vồ xong rồi thì xem xong một cái thì hai bên gật đầu, vì nói với nhau lớn quá cũng không được, thì gật đầu một cái thì xe lại chạy đi. Thì lúc đó là có những cái chỉ thị, chẳng hạn như chỉ thị về muối, để tôi biết rõ ràng, tức là phải chuẩn bị muối cho một cuộc kháng chiến lâu dài. Thì cái muối về sau này mà thu mua cấp tốc ở cái vùng Xuân Hà, Tăng Điền, Nam Định thì được trở sang cái Ninh Bình, trở sang Ninh Bình. Đấy, tôi nhớ là cái chỗ, cái địa điểm ấy nó gọi là cái đồi Lạo, thì đấy nó có cái kho 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 rất là lớn. Và nhờ có cái kho mà 1-2 năm đầu tiên của kháng chiến là không khó khăn gì về muối cả. Và trong những ngày đầu tiên như vậy thì có lẽ là cái việc mà bảo vệ cho lãnh tụ thì có lẽ là cũng không cẩn mật như là các lãnh tụ bây giờ đúng không ạ? Tôi nghĩ là nó không ồn ào như bây giờ, chứ cẩn thận thì cũng rất cẩn thận. Vì vào cái thời kỳ bây giờ, theo tôi được biết ấy, là cũng có nhiều cái âm mưu tấn công đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì tôi thấy rằng thường thường ấy là làm việc ban ngày, chứ ban đêm thì cụ Hồ không còn ở cái chỗ ấy nữa. Ban đêm ấy thì là một cái xe ô tô, một xe Citroen đen do một cái người lái tên là chú Tiếng. Thì cái chú này là lái đi, thì ông cụ nằm xuống cái đệm sau đấy, đấy và lái vụt ra cổng rồi cứ thế đi đi. Thì có nhiều khi là đến một cái khi mà theo dõi ở trên bằng các cái gương chiếu hậu không thấy có cái gì khả nghi đấy, thì thả cụ Hồ xuống giữa một cái phố, thì cụ đi bộ mấy chục bước chân đến một cái nhà cơ sở, thường cũng là nhà đồng chí, thì là đến đây ngủ. Cụ đã thường đến ở nhà tôi, thì có những đêm với là chúng tôi đâu có biết. Đến lúc mà khi mà cụ đến thì lúc đó là nhà ở cũng không phải là rộng rãi lắm, thành ra là cũng phải dọn một cái chỗ cho cụ. Thì là trẻ con chúng tôi, nó trong nhà tôi cũng đông, cho nên là nhiều lúc là chúng tôi phải nằm chung giường với lại ông cụ. Có những hôm thì sau đó bảo thằng này nó quấy lắm, nó đêm nó gác lên kinh khủng, đại khái cũng than phiền, nhưng mà than phiền một cách vui vẻ mà. Và như vậy thì có lẽ là cái số lần mà ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh có lẽ là không thể nhớ hết được đúng không ạ? Làm sao mà nhớ được, đại khái tức là nó nhiều khi nó là hàng ngày. Thế còn thì cũng có những cái lần mà nó ghi dấu lại, là có một lần tôi sửng sốt là khi mà cụ Hồ sang Pháp ấy, đàm phán với Pháp kết thúc bằng cái hội nghị Fontainebleau, thì tôi nhớ là lúc đó là đi tiễn thì đông lắm, nhân dân Hà Nội đi đông lắm, thì cụ Hồ đứng ở trên cái thềm của Bắc Bộ Phủ, và tôi thì có cái nhiệm vụ dắt bác Đinh Chính Dương đi vào trong đó để chia tay với lại cụ Hồ. Thì vì bác Đinh ấy là một cái nhà cách mạng rất là lớn, và 33 năm trong các nhà tù đế quốc, và khi mà địch nó thấy ông cụ hoạt động hăng hái quá thì nó cắt một số cái ruột, đoạn ruột của ông ấy, rồi thì họ nó cắt gân khi mà ông ấy đau chân. Thế nhưng ông vẫn bảo các đồng chí cáng mình đi và vẫn đi hô hào cách mạng. À, thế hồi cụ Đinh Chính Dương ấy là cái người mà chuẩn bị các thanh niên để gửi sang bên Quảng Châu cho